dâu. Con ngồi đây, con ngồi đây. Rồi, con trai ngồi bên kia. Đây, để chuẩn bị đủ thứ các món mà tụi con thích đây nè. Thấy thương quá à. Đi công tác cả tuần không có thời gian ăn uống, cái mặt gì đâu mà uống vô uống nhát vậy nè. Dạ thằng con, mà mẹ ăn cơm. Em cơm nha. Ăn cơm nha con nha. Ủa, ăn cơm không có cơm. Ăn cơm đó hả? Dạ. Ăn chả cho ngon. Đây nè, đây nè. Đây, của con dâu nè ha. Rồi của con nè. Rồi. Mẹ để con tự nhiên đi bên này. Con không quen á, em đi ngại. Mẹ thương mà, có gì đâu. Dễ thương quá à. Sẵn ở đây nha. Mẹ muốn nói một cái lời để xin lỗi con dâu. Con làm ơn con bỏ qua tất cả cho mẹ nha. Mẹ ấy nấy nha. Mẹ đừng có nghĩ gì nữa. Tại vì con với anh cũng giải quyết rồi. Anh cũng giải hết cái chuyện mà mẹ gặp con là chuyện rồi. Nói chung là chuyện qua rồi. Không sao mẹ. Không, làm sao mà qua được chứ. Tất cả mọi chuyện nó là lỗi tại mẹ. Mẹ hiểu lòng con. Xin lỗi. Con nói không có gì rồi, mẹ đừng có xin lỗi đâu, con ngại quá. À, không sao đâu mẹ. Ở nhà mình đang đi để cho ăn muỗi hết kìa. Con giận đâu mẹ. Dâu nè, có thiệt đó là con không có để một chuyện cũ. Mẹ ơi, mẹ là nó chồng của con mà, cái chuyện gì nó cũng là người nhà mà, đúng không anh? Sao mà con giận mẹ được? Tốt quá. Ăn đi con, còn con nữa. Nhìn cái gì mẹ. Vì đây về sau á, phải suy nghĩ cái cách gì đó kiếm tiền cho thiệt nhiều để chăm sóc cho vợ, tốt với vợ biết chưa? Dạ, thôi mẹ cũng đi để luôn vậy. Mà có thiệt đó. Thôi dạ mẹ ăn thêm chả nha, rồi con cặp chả. Con nói cho mẹ nghe là cái chuyện gì mà nó qua rồi mẹ để nó qua đi. Bây giờ mình ăn cũng nhanh vui vẻ hết mẹ ha. Bỏ qua nha. Thôi mẹ ăn thêm đi. Chứ mẹ hỏi hoài sao vợ ăn được. Cảm ơn con. Mấy đứa mẹ hiểu á. Mẹ già rồi, lúc nào mẹ cũng suy nghĩ cho mấy đứa. Mẹ chỉ mong vợ chồng tụi con hòa thuận, yêu nhau, đi làm kiếm tiền chăm sóc cho bé My. Vậy là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Nhìn tụi con hạnh phúc chết. Dạ. Dạ dạ mẹ. Đâu có qua dễ như vậy con. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Mà em kiếm kỹ chưa, cái thẻ chị đâu mất tiêu rồi. Dạ có, em kiếm kỹ lắm rồi, em kiếm khắp hết phòng chị luôn á mà không có. Chị ơi, có khi nào chị để quên ở nhà không? Không, chồng chị kiếm rồi chị mà không có. Mà bình thường chị về nhà chị đâu có đem cái thẻ ra ngoài đâu. Không bao giờ luôn, để trong giỏ không à. Thôi chị ơi, vậy bây giờ chị đi họp với khách hàng đi. Rồi để em báo với phòng admin, em làm thẻ khác cho chị nha. Ủa, mẹ đi đâu? Ủa, bé My? Đi đâu vậy mẹ? Thấy mẹ hay không? Sao mẹ lên đây được hay vậy? Mẹ có thẻ. Cái thẻ? Ừ, thẻ của chị đó. Hôm nay á, bé My nó được nghỉ học. Nó nói nó nhớ con. Vậy á, là mẹ đưa đi gặp. Chứ sẵn, đưa đồ ăn cho mẹ đi. Đây, mẹ cầm cho. Cảm ơn bé My nha. Trời, bé My sao hôm nay dễ thương quá vậy nè. Bé My còn nhớ cô không? Bữa trước cô có dẫn bé My đi ăn kem đó. Qua đây với cô. Nhớ bác không? Dạ đây là lần đầu tiên con gặp bác à. Có thể lầm con á. Chứ mà con nói là con nhớ bác là bác bó tay. Má chị giỡn, má chồng chị giỡn. Giỡn. Giỡn cả ngày. Trời ơi bác, con kêu bác là đợi quầy lý tân, bác lên đây chứ vậy? Bác có thẻ. Chị, hồi nãy bác nói là mẹ chồng của chị lên nói đưa thẻ cho chị á. Có hỏi chị ở tầng mấy, em mới nói xong, vừa đến tính gọi cho chị cái là bác chạy lên đây á, chạy theo không kịp luôn. Mẹ chồng chị nhanh nhẩu lắm. Xin lỗi em nha, để chị đưa mẹ chồng chị xuống cho em về chỗ làm việc đi. Nhanh giùm em chị, để em bị la đó. Chị biết rồi, xuống liền nè, xuống dạ. Liền nè. Cảm ơn cưng nha, cảm ơn nha. Xin lỗi nha. Mặt nó căng quá. Dạ, tại vì quy định công ty á mẹ, không có cho người lạ vô công ty. Vậy thôi mẹ xuống. Dạ, giờ con đi họp chứ con đưa mẹ với bé My về nha. Thôi khỏi, mẹ tự về. Dạ. Trả con nè. Cảm ơn mẹ. Dạ. Ê, chào tôi chưa? Tôi là mẹ của Liễu. Đây là con của Liễu nè. Ăn làm gì đi em? Mẹ
đâu có cần gặp ai cũng chào đâu. Ê không, chơi xã giao cho người ta thấy là mẹ là thân thiện, người ta quý con hơn. Máy thôi. Về. Chào cô chú. Chào bác. Bác là mẹ chồng của Liễu. Đây là con gái của Liễu. Ủa, là bác nữa hả? Ý, người quen. Lần này á, tôi không có vi phạm gì hết nha. Tôi đứng ở dưới này, không có chạy đi lên lầu. Dạ. Phiền cậu á, lên kêu Liễu giùm tôi có được không? Dạ được, để đi kêu cho bác. Dạ. Bác là mẹ chồng của Liễu. Đây là con gái của Liễu. Liễu là phó giám đốc công ty này. Hôm nay bác đem trái cây lên cho tất cả nhân viên ăn lấy thảo. Bác là mẹ chồng của Liễu. Đây là con của Liễu. Liễu là phó giám đốc công ty này. Bác à, bác ơi. Con nhớ bác không? Con nhớ, bác là má chồng của chị Liễu. Nhỏ này con gái chị Liễu. Đúng rồi. Nhưng mà bác, bữa nay chị Liễu có cuộc họp quan trọng á. Thôi bây giờ để con bắt xe cho bác với bé Mi về nha. Ý, đâu có được. Thì cứ họp đi, bác đứng đây bác đợi có sao đâu. Không, con sợ là bác chờ lâu á. Bữa nay á hả, chị Liễu có mấy cuộc họp liên tục luôn. Chị quên ăn trưa luôn á bác. Vậy ha. Thôi bây giờ bác về nha. Về hả? Dạ. Đi nha, bác về đi rồi có gì lát hồi con sẽ nói lại với chị Liễu nha bác. Nhớ bác không? Dạ con nhớ, bác là má chồng của chị Liễu, còn đây là con gái của chị Liễu. Đúng rồi. Con cầu nói hoài ám ảnh thiệt chứ. Nào là bác là em bé này là gia đình xếp Liễu làm sao? Ôi, làm sao cũng là má chị Liễu mà. Vào đi. Liễu. Ôi mẹ. Mi. Mẹ dắt bé đem cơm đến cho con nè. Dạ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bé Mi nha. Ngồi đi chơi ha con ha. Dạ con chào bác ạ. Ừ. Chị em. Chị ơi, mọi chuyện tới tay của sếp Trình với chị Vi rồi đó. Chị Vi dặn em á là phải nói với chị là hả, về giải quyết công chuyện gia đình đi. Chứ bây giờ nhân viên đang bàn tán tùm lum hết á. Chị biết rồi. Bé Mi, bé Mi đi ra ngoài kia coi cá cảnh với con. Ở ngoài kia có cá cảnh đẹp lắm. Đi. Đi chơi nha con. Đi. Chơi vui nha, đi chơi ngoan dạ, nha. Ừ. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con phải không? Có muốn gì đâu. Mẹ quan tâm đến con thôi mà. Nhưng mà mẹ tới công ty hoài như vậy không có tiện đâu, nhưng mà mẹ muốn quan tâm cái gì? Sao lại không tiện? Mẹ chỉ muốn mọi người ở công ty biết á, là con là phụ nữ có chồng. Bây giờ mẹ đem á, con gái con tới là cho mọi người ta biết đây là con của con, đây là mẹ chồng của con đàng hoàng vậy, không được sao? Mẹ ơi, cái chuyện mà con với sếp con á, con đã giải thích với chồng con cũng giải thích cho mẹ hiểu rõ rồi. Bây giờ cho dù mẹ không có tin con dâu của mẹ thì mẹ tin con ruột của mẹ chứ mẹ. Ai mà biết được chữ ngờ. Nhiều khi bây giờ thấy vậy nhưng mà tương lai ai biết đâu, đúng không? Cho nên mẹ nghĩ á, mẹ làm gì làm á, mẹ cũng phải đảm bảo chắc ăn cho con trai của mẹ với lại cháu của mẹ chứ. Bây giờ tóm lại mẹ muốn cái gì mẹ nói đi. Mẹ nói đi con giải quyết. Thì có muốn gì đâu. Mẹ chỉ muốn con á, làm ơn làm phước á, đừng có quá đáng với chồng con. Phải quan tâm, phải chăm sóc cho nó, phải biết nghĩa vụ làm vợ làm mẹ đó. Con làm được vậy á nha, là mẹ sẽ không bao giờ đến với công ty này nữa. Mà mẹ muốn con làm là cụ thể con làm cái gì? Con nhường nhịn, bây giờ con nhường nhịn sao? Ý mẹ muốn con giảm là giảm sao? Mẹ muốn sao? Thì cho nó tiền đi nghe. Không phải giống như là đầu tư cho nó làm ăn nha, gây dựng lại sự nghiệp. Con làm vậy được không hả? Mẹ, nếu như mà ảnh làm, ảnh đầu tư kinh doanh mà con thấy dự án nó khả thi, con sẵn sàng đưa tiền. Còn nếu như mà nó không có khả thi, con không muốn mất tiền nữa, mất rất nhiều tiền rồi mẹ. Thôi thì vậy, coi như lần này con nể mặt mẹ.
con cho nó mượn đi nghe, rồi mẹ sẽ trả. Nhưng mà tuyệt đối không được nói cho nó biết là tiền của mẹ, được không con? Con đồng ý. Coi như mẹ cảm ơn con nghe. Thôi làm việc tiếp đi, mẹ không có làm phiền con nữa. Dạ cảm ơn mẹ. Mẹ về nha mẹ. Nhớ nha. Dạ. Giúp mẹ. Dạ. Dạo này vợ của anh tươi trẻ và xinh đẹp quá ha. Cái này á là con liễu chỉ em xài á. CC cream của Vanessa. Trời ơi, cái này rất là đặc biệt nha. Tại vì vừa tích hợp trang điểm nè, mà vừa dưỡng da trong lúc trang điểm luôn. Rồi còn được chống nắng nữa chứ. Mà da không có bị rít nè, chị thấy không? Đó, rất là nhẹ nhàng luôn á. Công nhận mịn màng lắm. Sao dậy sớm vậy? Sao mình không đi ngủ đi? Tại vì anh đang bận khen vợ của anh xinh đẹp nên không ngủ nữa. Thật ra anh thấy da của em càng ngày càng đẹp lên á. Chắc có lẽ chơi với họ chị em cho nên được cải thiện rất là nhiều. Thì đúng rồi, chị em chơi với nhau phải chỉ bảo nhau làm đẹp. Nhất là xài cái Vanessa của Hàn Quốc này nè, rất là hợp với phụ nữ năng động, trẻ trung và xinh đẹp. Vừa trang điểm đẹp nè, mà vừa bảo vệ da tốt nữa. Mà dạo này á, anh thấy em cũng hay về ngoại. Có phải anh ba cho tiền em đúng không? Anh bữa nay có vấn đề sao á? Anh nói chuyện không có gì ăn nhập vô cái gì hết trơn. Có vấn đề gì? Em bị sao vậy? Anh không có bị gì đâu nha. Anh nè, là người chồng đẹp trai của em nè, rất là minh mẫn. Thì chỉ ngoài cái chuyện là thất nghiệp cũng như là công danh chưa được tiến tới thì tất cả mọi thứ anh đều perfect. Tóm lại là cái gì anh nói rõ cho em nghe đi. Thật ra thì dạo này anh thấy em càng ngày càng xinh đẹp đúng không? Em cũng thường về nhà ngoại. Anh nghĩ cái kinh tế của nhà mình á, nó không còn hạn hẹp nữa. Em có tiền đi mua mỹ phẩm làm đẹp nữa nè. Tiền đó ở đâu ra? Tiền đi làm, vừa đủ xài thôi. À, với lại anh ba cũng nói á, là anh ba sẽ cho em vay ít tiền. Đó, đúng rồi. Đúng ý của anh luôn. Nè, anh ba cho em tiền để cho anh lập nghiệp đúng không? Vừa đúng lúc luôn. Anh có một người bạn á, làm một công ty rất là lớn. Anh muốn dùng tiền để đầu tư vô đó, để nó đẻ trứng nha cho anh. Đẻ trứng vàng nha. Bạn của anh biết đẻ trứng à? Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Yo. Yo. Ê, nhậu mà nhìn ngoài hoài vậy. Giờ nếu bận thôi đi về bữa khác nhậu tiếp nha. Không có đâu, có bận gì đâu, ông cứ nhậu đi. Thôi, ông cứ ăn đi nha. Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. Nhanh nha. Còn cúp máy nữa chứ. Sao cúp máy giờ này vậy ta? Hứa cho mình sẽ tới mà. Giờ tiền đâu ra, trả tiền cho nhà hàng đây. Giờ làm sao đây? Hay quá Quân ơi. Người ta có câu: hãy cho ta một khó khăn để ta chứng tỏ sóng gió tiền bạc chẳng hề chi. Alo, Tú hả? Ừ.
Bây giờ ông có muốn một nhà đầu tư tốt hay không? Yo! Yo! Hết rượu rồi kìa. Nãy giờ nói chuyện vui quá quên. Hết rượu rồi. Hết rượu thì mình lên rượu. Dậu nữa đúng không? Em ơi! Lên rượu em ơi! Lên rượu cho anh. Gì? Năm chai rồi. Nói lớn anh cha. Năm chai rồi. Năm chai thì năm chai mình cứ nhậu. 50 chai bữa nay cho tôi. Vui mình phải uống cho đã chứ cái gì. Ông sao lao quá, lâu lâu tôi với ông mới gặp nhau đúng không? Lần cuối cùng hai đứa mình gặp nhau là ông nhớ đâu không? Nhớ sao không nhớ? Đâu? Ở đám cưới của ông chứ đâu. Cha này chưa xỉn đúng rồi. Bây giờ tôi tiếc quá ông ơi. Tiếc là tôi không có được liễu vợ của ông. Đây cái dao này đang quẩn nè. Cái gì? Vợ tôi với cha tiếc là tiếc gì? Trời ơi ông không hiểu ý tôi. Ý của tôi nói là tôi không kéo được Liễu về công ty IBM. Đúng không? Tại vì Liễu là một người tài năng mà lúc đó là tôi gọi là không có cương quyết. Còn gì nữa? Trời ơi, vợ tôi không giỏi, tôi đâu có lấy cha. À, cho nên là bây giờ nếu như có cơ hội nha, tôi sẽ giới thiệu Liễu về một công ty khác và tôi sẽ deal cho Liễu một mức lương cao chót vót luôn. Trời ơi, vỗ tay cho bạn tôi coi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc chứ sao. Rất là hạnh diện luôn. Tôi nói cho ông biết là tất cả trong bàn tay của tôi. Ông là coi như là làm ở cái công ty hàng đầu về săn đầu người ở Việt Nam. Đúng rồi. Ông muốn đưa ai mà không được. Chính xác. Nói chung là vợ tôi mà nghe tin này bà mừng má hú luôn á. Tôi nói cho ông biết nha, ông ở bên cạnh Liễu nhưng mà chưa chắc gì ông nhìn thấy hết tài năng của Liễu đâu. Sao? Tôi thấy Liễu là một nhân tài. Ha. Mỗi năm cái chỉ số thành công á, cái gọi là cái mức độ thành công của Liễu đều tăng lên. Thì có nghĩa là cái profile của Liễu chất lượng hơn. Hiểu không? Khi chất lượng hơn thì sẽ có rất là nhiều công ty săn đón Liễu, muốn Liễu trở về. Các tập đoàn trong nước ngoài nước đều săn đón những người tài năng như vậy. Bây giờ tôi mới biết vợ tôi rồi, cũng rất nhiều người thèm thuồng luôn á. Đúng. Thèm thuồng về cái năng lực. Hiểu không? Có vợ tôi là coi như là công ty nó lên luôn. Hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Không có gì. Bạn tôi á. Tôi nói cho ông biết nha, chỉ cần tôi giới thiệu Liễu về công ty IBM thôi, có nghĩa là cái công ty tôi uy tín sẽ được nâng lên rất bội trong cái giới săn đầu. Cộng đó. Vừa đẹp vừa giỏi mà. Ai mà không thích. Đúng rồi, chính xác. Chúc mừng hồi lên rượu em ơi. Lên. Lên rượu. Vui mà. Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi còn đi tiếp khách nữa. Tôi còn đi nhậu với mấy đối tác nữa lần. Cho nên là tôi xin lỗi hai bạn. Mặc dù lâu quá không gặp. Tôi mất quá nha. Mới đi hả? Bây giờ này về chuyển lời với Liễu dạ phải không? Có gì cứ gọi cho tôi gấp. Tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa. Thật sự rất là quý bạn luôn á. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi bữa nào mình anh em mình nhậu tiếp. Rồi về cẩn thận nha. Ổn, tôi đi nhậu tiếp. Cẩn thận nha. Coi như là vợ tôi là ngon lành rồi, cất nó qua một bên đi. Rồi bây giờ là cơ hội tìm nhà đầu tư của tôi đâu? Thì đó, nhà đầu tư của ông nè. Phải không? Này luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ Liễu vợ của ông á sẽ có một mức lương mới cao hơn mức lương hiện tại công ty săn đầu người số 1 đó nha. Tôi đã giúp tài chính gia đình ông là một bước ngoặt mới. Nhưng mà bây giờ đi tính tiền đi. Nhậu ở đây sang trọng, nhưng mà coi bộ cũng được mục tiêu ha. Cô xem lại mình đi. Cô sống với tôi biết bao nhiêu năm hả? Mà cô lừa tôi một cú chí mạng như vậy hả? Em lừa mình hồi nào? Em có làm gì mình đâu. Cô nói là sẽ đến để gặp bằng Quy, tiếp đãi nó, để nó giúp tôi giới thiệu một công việc làm tốt. Rồi cô cũng nói với tôi là như thế nào. Cô nói với tôi là sẽ đến và giúp tôi trả tiền Loan lần này. Vậy sao? Cô có đến không? Cô không có đến. Cô có biết á là vợ của thằng Tú á được thằng Quy giới thiệu công việc làm tốt, cô thấy vợ người ta như thế nào? Hả? Cô nên học hỏi vợ người ta đi.
vợ của người ta là chiều chồng nè, đến tận nơi thanh toán tiền nhậu cho thằng Tú nè. Còn tôi thì sao? Tôi không có gì hết. Con nhìn lại mình đi. Xích nữa tôi quê trước mặt thằng Huy á, vì tôi không có tiền trả cho nó đó. Anh nói xong chưa? Anh cho em nói một câu được không? Ok, cô muốn nói chứ gì? Tôi cho cô cơ hội lần cuối. Cô nói hết đi. Cô nói hết đi! Vậy anh có mở điện thoại để nghe cuộc gọi của em không? Sau khi mà em nhắn tin là em báo em bận. Tất nhiên là không rồi. Tôi đang bận kêu cố thằng Tú, làm sao tôi thể bắt máy. Vậy anh có biết là em chuyển tiền liền cho anh ngay lúc đó không? Điện thoại tôi hết pin. Tôi không biết. Nguyệt. 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 Đừng có làm chuyện nhỏ xảy ra to được không?